nhật khi nàng có thể sắp tắt đi thuốc này. Và baby girl em là điều duy nhất khi điều thứ hai thứ ba thứ tư là cháy. Tất nhiên em muốn tất cả lại đi những người ấy. Cứ khóc nếu em muốn anh mong bên em có mơ vai. Ngờ bên em và lắng nghe chú Kim cười chỉ lại anh biết em buồn vì Daddy không cạnh bên và mãi mà không hiểu em. Giữa cả những tim này người tôi sẽ không thể chết như trong drama. Anh cũng từng như em, anh cũng đã chặt chừ những trong một đêm và chợt em đến như dạ lăn hương. Cô tan khỏi trắng em là Quỳnh Hoa. Biết về em nhiều khi em quên những pháp của chính ta. Để biết tên em cần thương pháp của Bình Hoa. Nhưng bây giờ biết tên gì đây? Anh sai rồi, baby anh đã sai rồi. Và vì vậy anh cứ để em ra đi như gió phong mưa. Mưa yeah.